trong phần sau của chương trình. Lần thứ 17 trong tháng, thủ đô Kiev của Ukraine hứng đòn không kích quy mô lớn, hàng loạt tiếng nổ rung chuyển thành phố. Không chỉ tập kích dồn dập trái tim Ukraine, Nga ngày qua còn mở đợt tấn công tên lửa vào các căn cứ không quân của đối phương, làm hỏng ít nhất 5 máy bay Ukraine. Bên kia biên giới, tỉnh Benkrod của Nga chìm trong biển lửa sau đòn trả đũa từ Ukraine. Ở Nam Mỹ, Brazil, Venezuela công kích lệnh trừng phạt của Mỹ cận cảnh máy bay chở khách đầu tiên do Trung Quốc sản xuất. Nga đã phát động làn sóng tấn công quy mô lớn mới vào Kiev vào dạng sáng ngày hôm nay 30 tháng 5, trong khi tiếng còi báo động không kích cũng vang lên ở một số khu vực khác. Đây là lần thứ 17 trái tim của Ukraine bị tập kích kể từ đầu tháng một cuộc tấn công lớn, đừng rời khỏi nơi trú ẩn. Thị trưởng Kiev Vitaly Kalitro cảnh báo trên Telegram. Các quan chức cơ quan quản lý quân sự thủ đô cho biết, hệ thống phòng không Ukraine đã đẩy lùi được đợt tấn công. Tuy nhiên, mảnh vỡ của các vũ khí bị bắn hạ đã rơi xuống một số quận ở thủ đô, như Pechersky và khu phố lịch sử porin Tờ Kalimenko Times của Ukraine đưa tin, một loạt tiếng nổ đã rung chuyển thủ đô Kiev của Ukraine. Theo thị trường Kalisho, một phụ nữ 27 tuổi đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị thương ở quận Holisivsky phía tây nam. Vị quan chức cho biết Nga đã nhiều lần tấn công thủ đô Ukraine từ đầu tháng 5 bằng cách sử dụng kết hợp tên lửa và máy bay không người lái, chủ yếu vào ban đêm nhằm gây căng thẳng cho người dân. Trước đó, một ngày, thành phố đã bị tấn công hai lần vào dạng sáng và trước buổi trưa, điều hiếm khi xảy ra. người dân Kiev đã phải vội vã tìm nơi trú ẩn sau khi tiếng còi báo động không kích vang lên lần thứ ba trong ngày 29 tháng 5. Nhiều người đã chạy xuống các trạm tàu điện ngầm. Cô Anna Shrug, công dân Anh, đang có chuyến thăm ngắn ngày đến Kiev cùng cha mẹ cho biết cô không muốn bản thân bị thương do mảnh vỡ của các vũ khí bị bắn hạ. Trong khi đó, cô Shrug, 34 tuổi, làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã chia sẻ cách giúp cô trấn an và không chú ý đến mối nguy hiểm từ các cuộc không kích ở Kiev. Người phụ nữ nói, tôi đến tàu điện ngầm và đọc sách. Tất nhiên ở đây sẽ an toàn hơn ở ngoài kia. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Jaruni cho biết, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 11 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo trong cuộc tấn công thứ hai của Nga vào Kiev hôm thứ Hai. Trong thông báo ngày 29 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng của họ đã tấn công các căn cứ không quân của Ukraine bằng tên lửa tầm xa có độ chính xác cao. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nêu rõ mục đích của cuộc tấn công đã đạt được. Mọi mục tiêu định sẵn như sở chỉ huy chiến đấu, trạm radar, thiết bị hàng không, kho đạn dược và vũ khí của đối phương đều bị phá hủy. Trước đó, giới chức tỉnh Khmernitsky, miền Tây Ukraine cho biết Đợt tập kích của Nga vào dạng sáng cùng ngày đã khiến ít nhất 5 máy bay và một đường băng bị hỏng. Hòa hoạn cũng bùng phát tại các kho chứa nhiên liệu và thiết bị quân sự. Ông Yuri Inat, phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine xác nhận thông tin, nhưng không tiết lộ địa điểm chính xác bị tấn công. Tỉnh Khamensky là nơi đặt một căn cứ lớn của lực lượng không quân Ukraine trước xung đột. Tháng 9 năm 2021, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố sân bay tại thành phố Starokostyantynov thuộc vùng Khmelnytsky là sân bay đầu tiên ở nước này được chứng nhận đạt tiêu chuẩn NATO sau quá trình hiện đại hóa với sự hỗ trợ của Mỹ. Trong khi đó, một cuộc tấn công khác cũng xảy ra ở thành phố cảng miền nam Odessa do Ukraine kiểm soát, gây hỏa hoạn lớn. Báo cáo thiệt hại chưa được công bố. Ngoài Kiev, Odessa, Khmelnytsky, một số khu vực khác cũng bị tấn công trong ngày 29 tháng 5 là Lviv, Kyivovrat. Poltava và Mykolaiv. Ukraine đã đáp trả các cuộc không kích quy mô lớn của Nga bằng cách nã pháo vào tỉnh Belgorod bên kia biên giới. Thống đốc Belgorod Vyacheslav Grabkov cho biết, một số khu vực định cư trong khu vực đã hứng chịu hỏa lực của pháo binh Ukraine. Đáng chú ý, đạn phóng đã làm hư hại một nhà máy sản xuất sơn, gây hỏa hoạn và làm bốn công nhân bị thương một tòa nhà công nghiệp khác cũng bị chúng pháo kích nhưng chưa có báo cáo thiệt hại kể từ khi xung đột nổ ra tỉnh Belgorod của nga giáp với ukraine đã chứng kiến các cuộc tấn công ngày càng thường xuyên và táo bạo từ bên kia biên giới đáng chú ý gần đây các nhóm dân quân nga chiến đấu vì ukraine đã xâm nhập thành công vào Belgorod và châm ngòi cho cuộc giao chiến kéo dài hai ngày buộc chính quyền địa phương áp đặt các biện pháp chống khủng bố Trong khi đó, sau vụ không kích tên lửa ác liệt vào Ukraine hôm 29 tháng 5, Giám đốc Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, Thiếu tướng Kirillo Budanov đã tuyên bố rằng những nỗ lực đe dọa của Nga đã thất bại và Kiev sẽ không chậm chế trong việc đáp trả lại. Ông Budanov nói rằng cuộc oanh kích của họ một lần nữa đã không thành công. Tất cả những người ở Liên bang Nga đều mơ tưởng là họ có thể đe dọa Ukraine. Tôi muốn khiến họ thất vọng. Không phải vậy. Những kẻ đe dọa chúng tôi sẽ sớm hối hận. Sự đáp trả của chúng tôi sẽ diễn ra, chẳng bao lâu nữa đâu, mọi thứ sẽ được thấy rõ. Tuyên bố đanh thép được ông Budanov đưa ra sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga trước đó một ngày. Theo tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine, ông Valery Zalony, 11 tên lửa đạn đạo và hành trình đã lao đến tấn công thủ đô Kiev và khu vực xung quanh, nhưng tất cả đều đã bị bắn hạ, một số mảnh vỡ đã rơi xuống các quận của thủ đô và gây thiệt hại Ông Mikhail Porodiak, cố vấn tổng thống Ukraine mới đây đã kêu gọi thành lập một khu phi quân sự ở các vùng biên giới Nga. Vị cố vấn nói, chúng ta cần tạo ra các chốt an toàn để tránh lịch sử tái diễn. Để một cuộc tấn công toàn diện khác không xảy ra trong tương lai, việc thiết lập một khu quân sự rộng 100-120 đến 120 km là điều bắt buộc. Theo ông Porodiak, một khu vực như vậy nên đặt ở các vùng biên giới Benkrod, Priyaz, Kursk hay Rostov của Nga. Viện cố vấn Tổng thống Ukraine đồng thời cho rằng cũng cần triển khai một đội nước ngoài tại đây. Hiện Nga chưa bình luận về ý tưởng trên. Mới đây, Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro cùng nhà lãnh đạo Brazil, Luis Inácio Lula da Silva đã công kích lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela Ông Maduro kỳ vọng hội nghị thượng đỉnh của các nước trong khu vực diễn ra ở Brazil sẽ giúp gỡ bỏ các lệnh cấm vận của Washington. Cùng với đó, ông Lula đã gọi biện pháp trừng phạt của Mỹ là làm quá và chỉ trích việc Washington không công nhận tính chính danh của chính quyền Maduro. Mỹ đã xem ông Maduro là một nhà độc tài vì không thực hiện bầu cử tự do. Ông Maduro đã có chuyến thăm đầu tiên đến Brazil kể từ năm 2015. Trong ngày 30 tháng 5, 11 nhà lãnh đạo các nước Nam Mỹ sẽ nhóm họp tại thủ đô Brasilia. Tổng thống Venezuela cho biết ông muốn quốc gia của mình được tham gia vào nhóm BRICS và các nhà lãnh đạo Brazil cũng ủng hộ việc này. Trước đó, cựu Tổng thống Brazil, ông Jair Bolsonaro, đã từng cấm ông Maduro đặt chân đến Brazil vào năm 2019. Đến khi ông Lula lên nắm quyền trở lại, thì lệnh cấm được gỡ bỏ. Tại buổi họp báo chung, ông Lula nói, chúng ta đang sống trong thời khắc lịch sử. Thật khó có thể tin là nhiều năm qua, chúng ta đã không đối thoại với nước láng giềng cùng chia sẻ khu vực Amazon. Các vấn đề được thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo này có cả những khoản nợ lớn mà Venezuela phải trả cho Ngân hàng Phát triển Quốc gia Brazil. Bộ trưởng Tài chính Brazil Fernando Haddad dự kiến sẽ gặp ông Maduro và ông Lula. Ông Lula cho biết, ông đã tranh luận với Mỹ và các thành viên Đảng Dân Chủ Xã hội về tính hợp pháp của chính quyền Maduro và 900 biện pháp trừng phạt mà Venezuela phải đối mặt. Ông Lula nói, tôi nghĩ thật vô lý khi họ phủ nhận việc ông Maduro là tổng thống của Venezuela. Các nhà lãnh đạo Nam Mỹ, ngoại trừ Peru sẽ thảo luận về việc thành lập một khối hợp tác mới thay cho liên minh các quốc gia Nam Mỹ, UNASUR, vốn đã không còn tồn tại. Tổ chức này gặp khủng hoảng khi một số quốc gia Nam Mỹ bầu ra các chính phủ cánh hữu, từ đó hình thành nên những dạng nứt ngoại giao trên lục địa. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 29 tháng 5 đã lên án luật chống đồng tính mới của Uganda nhà lãnh đạo đã mô tả việc Tổng thống Uganda Iogori Museveni ký ban hành luật chống đồng tính mới là hành động đáng xấu hổ, tiếp tục xu hướng báo động về vi phạm nhân quyền ở Uganda. Ông Biden đồng thời cho biết Washington sẽ đánh giá tác động của luật này dựa trên tất cả khía cạnh trong mối quan hệ giữa Mỹ và Uganda. Luật chống đồng tính vừa được Tổng thống Uganda ban hành, bao gồm án tử hình với hành vi đồng tính luyến ái nghiêm trọng, vào những kẻ phạm tội hàng loạt và lây truyền bệnh nan y như HIVS thông qua quan hệ tình dục. Luật cũng bao gồm quy định hình phạt 20 năm tù cho tội cổ suý đồng tính luyến ái. Uganda nhận hàng tỷ đô la viện trợ nước ngoài mỗi năm và hiện phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt từ các nhà tài trợ và đầu tư. Một tình huống từng xảy ra khi quốc gia Đông Phi này ban hành một luật tương tự cách đây 9 năm. Việc Uganda áp dụng án tử hình đối với các tội như lây truyền HIV đã gây ra làn sóng phẫn nộ gay gắt trên toàn thế giới. Theo luật hiện hành ở Uganda, tội cố ý gây HIV bị phạt tối đa 10 năm tù, tuy nhiên luật mới không phân biệt giữa hành vi cố ý truyền và không chú ý lây truyền, cũng như không có ngoại lệ với những trường hợp không nhận thức về tình trạng nhiễm HIV của bản thân. Hiện nay, khoảng 30 quốc gia châu Phi coi quan hệ đồng giới là bất hợp pháp. Theo Reuters, động thái của Uganda có thể khuyến khích các nhà lập pháp ở nước láng giềng là Kenya và Tanzania đưa ra các biện pháp tương tự. Máy bay chở khách C919 do Trung Quốc nghiên cứu và sản xuất mới đây đã hoàn thành chuyến bay thương mại đầu tiên. Chuyến bay do hãng Hàng không China Eastern Airlines khai thác mang số hiệu MU9191, khởi hành từ sân bay quốc tế Hồng Kiều, thành phố Thượng Hải lúc 10 giờ 32 phút sáng ngày 28 tháng 5 theo giờ địa phương với 128 hành khách. Sau khoảng 2 tiếng, máy bay hạ cánh xuống sân bay thủ đô Bắc Kinh và được chào đón bằng vòi rồng. C919 có 2 cabin với 8 ghế hạng thương gia và 156 ghế hạng phổ thông, được Tập đoàn Hàng không Thương mại Trung Quốc Comac phát triển từ năm 2008 và bắt đầu sản xuất vào năm 2011. China Eastern awesome Airlines là hãng hàng không đầu tiên vận hành dòng máy bay này với 5 chiếc đã được bàn giao. Comac cho biết họ đã nhận được 1.200 đơn hàng mẫu C919 máy bay chở khách đầu tiên do trung quốc sản xuất hiện mới chỉ được phép hoạt động ở thị trường nội địa và đang chờ được cấp chứng chỉ bay ở châu âu và mỹ